thứ. Thứ tìm gì ở trong tủ ấy? Thứ đệm quà của con trong đấy à? Xuống lại chơi với con đi. Con buồn lắm. Chơi với con một tí rồi, tí dặn các bạn nhèo sau cũng được. Châu, Châu đâu rồi? Ai đấy ạ? À? Là tôi đây. Hôm nay đến ngày trả lãi, cô định chơi ý đến bao giờ nữa đây? Cô ơi, cháu vẫn đang ốm, cháu đã đi làm được đâu ạ? À? Cô để thư thư vài ba hôm nữa, khi nào cháu khỏe rồi cháu sẽ trả cả gốc lẫn lãi ạ. À. Lúc vay thì nói hay lắm, đến lúc trả lãi thì lý do này lý do khác. Tôi gia hạn cho 3 ngày, nếu không tôi xiết cái nhà này lại, làm nhà vệ sinh công cộng. May ra còn kiếm được lãi. Chị ở nhà nằm nghỉ, em ra mua ít gạo, rồi tiệm em mua ít thuốc cho chị luôn. Từ từ đã, em lấy đâu ra tiền mà mua? Chị yên tâm, em có tiền, chị cứ nằm nghỉ đi. Alo, Vũ à, Vũ điên chị, điên rồi hả? Ừ, lên ngay nhá. Nhanh lên, đuổi tạc người ta chờ. Thì em phải đi đòi mấy chỗ, mà toàn những cái chỗ nợ chơi ý thôi. Thế có cho con đi không? Đi làm việc, chứ còn đi chơi đâu mà cho con đi. Nhưng mà hôm nay sinh nhật con bé, em đã mua bánh sinh nhật cho nó rồi. Tôi về làm cũng được, việc này là quan trọng hơn. Sinh nhật thì lúc nào ra được. Thôi, nhanh đi. Đối tác để cho hỏng hết việc đấy. Ở nhà ăn nhé. Bố mẹ đi công việc, tối về làm sinh nhật cho con. Không, mua quà cho con. Thôi, ở nhà ăn đi, mẹ đi nhá. Mình ước hôm nay là sinh nhật mình. Ước gì? Có ai để xuất hiện chơi với con và tặng quà cho con. Cầu được ước thấy người ấy xuất hiện tặng quà cho mình. Thứ tìm gì ở trong tủ ấy? Thứ đệm quà của con trong đấy à? Quà gì? Thì thiên thần sai chú đến đây để tặng quà cho con mà. Con phải dạ vờ ngủ để gặp chú ấy. Thiên thần gì? Thiên thần của sử dụng mặt trăng ấy. Này này, ta là chiến binh sĩ thụ của tình yêu và công lý, nhân danh thần mặt trăng sẽ trừng phạt ngươi. Sao, giống không, giống không? Đâu? Mà chú ơi, bình thường ấy, thiên thần hay thiên sứ phải mặc áo màu trắng hoặc màu gọn. Sao chú lại mặc áo đen, lại còn sọc sọc nữa chứ? À,
Thú cấp thấp đúng không? Thú mới tập làm thiên thần à? À, chú giả vờ làm như thế để xem con có nhận ra không. Hả? Hay quá, con vẫn nhận ra chú luôn. Tại vì vừa rồi ấy, con cũng vừa ước là thiên sứ với thiên thần xuống tặng quà cho con mà. À mà chú ơi, kỳ vừa rồi nhá, con á được học sinh giỏi toàn lớp ấy, con được giải nhất môn đạo đức ấy. Con học ở đâu? Con học nhiều nơi lắm. Đấy này, ngoài kia kìa. Mà con viết thư thiên sứ với thiên thần, không biết có nhận được không nhỉ? Được, nhận được. Sao bố mẹ con về ấy, con vào một cuộn á? Không, không phải bố mẹ con đâu. Là trợ lý của ta mang quà đến cho con đấy. Con ngồi yên ở đây, để ta ra lấy quà nhá. Nhưng mà con tưởng là... Không, ngồi yên, chú sẽ giải thích cho con sau. Thôi, đừng giả vờ nữa. Mừng ngày sinh nhật của con. 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 Ta tặng con một món quà. Bây giờ ta phải đi rồi. Chú, chú đi đâu ấy? Chú bay về trời à? Đúng rồi, hôm nay ta rất bận. À, chú, con không cho chú đi đâu. Ta còn phải đi tặng quà cho các bạn khác nữa. Hôm nay rất nhiều bạn sinh nhật. Chú, chú lại chơi với con đi. Thôi, con gọi các bạn sang chơi cùng nhá. Mọi người bảo con bị tiểu năng, không ai chơi hết. Nghe ta nói này, ta không phải là thiên sứ, cũng chẳng phải thiên thần. Ta là trộm. Hả? Còn sợ tin. Nếu chú là ăn trộm à, chú đã đi từ lâu rồi. Không những ta là trộm, ta còn có ý định ăn thịt người. Nhưng hôm nay sinh nhật người, nên ta tha. Ngồi im. Thế chú muốn ăn trộm cái gì? Tiền. Chú ăn trộm tiền để tặng quà cho các bạn nghèo có sinh nhật hôm nay à? Ôi giời, tưởng gì cái đấy còn đầy. Đi ra. Đây ai? Sao con có nhiều tiền thế này? Thì con trộm của mẹ mà. Con là ăn trộm ấy. Mà con không hiểu sao nhá, cái này có cái gì mà bố mẹ con với chú thích thế hả? Con nghiên cứu mấy tháng nay không ăn được, chẳng ngon gì cả. Ngoài có tí màu sắc à, thật có gì thú vị. Thôi, cho chú hết đấy. Con tin chú là thiên sứ. Chú cứ cầm cái tiền này cho các bạn nghèo nhá. Nhà con á, đầy tiền. Nhà bao tiền. Mà chú ở lại chơi với con một lúc nhá. Con buồn lắm. Chơi với con một tí rồi, tí dặn các bạn nghèo xong cũng được. Thôi được, nhưng chỉ một lát thôi đấy nhá. Hay quá. Đây là lần đầu tiên mà con có bạn nhà chơi cùng ấy. Bố mẹ con á, toàn bận thôi. Thế bây giờ thích chơi trò gì? Đây, ra đây chơi thủ hàng với con. Cậu là ai? Xin giới thiệu với bố mẹ, đây là thiên sứ ăn trộm, bạn của con. Tôi nhìn cậu quen lắm. Dạ, thưa bác, vì lúc sáng bác đến nhà cháu đòi nợ ạ. Ra thế, thế nên cậu đến đây để ăn trộm tiền, về để cho chị cậu trả nợ cho tôi à? Chị cậu bảo thế phải không? Dạ, không phải đâu ạ, là vì chị cháu ốm nặng,
cho nên là cháu túng quá làm liều ạ. À, không phải đâu, đây là thiên sứ ăn trộm đến chơi với con mà. Con nói linh tinh cái gì đấy? À, đi vào phòng ngủ ngay. Cậu ngồi xuống đây. Thế cậu làm gì ở đây? Cậu đưa cái ba lô đây. Đưa đây. Cái này là cái gì? Cậu giải thích như thế nào đây? Dạ thưa bác, là vì chị cháu ốm nặng ạ. Thế cho nên là... Ai cho con ra đây, đi vào! À, là con rủ chuối đến chơi cùng bố thả chuối ra đi. Chuối không phải là người xấu đâu. Làm gì có ai chơi với con trong ngày sinh nhật của con. Con ơi là con, nó là thằng cướp. Thằng cướp đấy con ạ. Chuối không phải là thằng ăn cướp, mà là thiên sứ ăn trộm. Chuối đến chơi với con vì sinh nhật không có ai chơi với con hết. Thôi được rồi, được rồi. Bây giờ con đi ngủ nhá. Không. Khi nào rảnh bố mẹ sẽ đưa con đi chơi. Không. Đi. Chú ơi, chú thầy đi. Chú dùng phép thuật của chú thầy đi. Chú. Chú dùng phép thuật đi. Không được à, cháu giúp chú. Chú thầy đi. Chú. Bố mẹ không có bắt chuối. Muốn bắt chuối phải bước qua người của con. Thế bây giờ bà tính thế nào? Khất bọn này hơi lâu rồi đấy. Tôi xin các anh cho tôi thư thư vài hôm được không? Tôi không cần biết. Hôm nay đến hạn rồi, bọn tôi giết nha. Tôi cắn rơm cắn cỏ, tôi lệ các anh. Cho tôi thư thư vài hôm. Tôi đang giao bán căn nhà này. Vài hôm các ông quay lại lấy được không? Kệ bà, bọn này mệt lắm rồi. Có gì mà vui thế hả mẹ? Mẹ mày vay tiền bọn tao, không có tiền chi trả, bọn tao đến thu nhà. Tiền á? Rồi, tưởng gì cháu để tiền. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Mẹ trước rồi, con đã ăn trộm tiền của mẹ. Mẹ gom được một khoản tiền rất lớn. Nhà bao tiền? Cầm đây. Mày đùa tao ấy à? Không nói nhiều nữa, đùa mẹ con tao vào nhà. Khoan đã. Mày là thằng nào? Tôi là người mua căn nhà này. Các anh cần bao tiền? Mẹ con nó nợ bọn tao 3 tỷ. Mày tính thế nào thì tính. Được, tôi sẽ trả các anh đủ. Nhưng bây giờ mời các anh ra ngoài. Tôi sẽ nói chuyện với mẹ con cô ấy. Đây là các visit của tôi. Chúng ta sẽ giao dịch tại tập đoàn của tôi. Chủ tịch Hang Group à? Được, anh em chúng tôi đợi anh ở ngoài kia. Đi. Cảm ơn cậu. Chúng tôi sẽ cố gắng thu xếp rời khỏi căn nhà trong thời gian sớm nhất. Cô và em không phải đi đâu cả. Là sao? Tôi không hiểu. Cách đây 15 năm, nếu không có Huyền thì cháu đã phải chịu cảnh vào tù ra tội rồi ạ. Cháu cũng cảm ơn cô chú vì đã không đến nhà cháu để truy cứu trách nhiệm. Cô còn nhớ cháu không? Thì ra là cậu à? À, sứ thiên sứ ăn trộm. Đúng rồi. Cháu cảm ơn chú ạ. Cháu biết ngay chú là người tốt mà. Anh mới phải là người cảm ơn em đấy. Đến giờ anh mới có cơ hội để cảm ơn em đấy. Cô và em cứ yên tâm, cháu sẽ giải quyết mọi chuyện. Cháu sẽ gặp lại cô sau nhá. Cô cứ yên tâm ạ. Cảm ơn cậu. Cảm dạ. ơn.
Tôi có thể già nua, nhưng tôi chưa bao giờ đi xin lòng thương hại. Cô đồng ý. Bố, bố làm gì ấy? Hôm qua bố thấy cái vòi nước này nó cứ chảy giọt giọt. Tôi phải xem nó hỏng thì chỗ nào để sửa thôi mà. Ôi dào ơi, bố kệ đi. Con thật là kệ thế nào. Cái này nó nhỏ giọt thế này thôi. Thế nhưng mà nó cứ triền miên ngày này qua ngày khác là tốn nhiều nước lắm. Với lại người ta bảo là nước mà nhỏ giọt như thế này là chủ nhà là thất thoát tiền đấy. Bố con nhá, dạo này hơi mê tín đấy. Với lại cả mấy cái việc thế này á, lát con gọi sợ vào sửa rồi, bố không cần phải sửa đâu. Cái này nó dễ bố làm được. Đây này, bố làm gần xong rồi đây này. Con đón bố từ quê đến đây nhá, là để bố nghỉ ngơi, chứ không phải bố lao động tay chân gì đâu. Tiền thì bố anh gì đấy, bố đã già đâu. Mà bây giờ ở chưa chi đã bắt bố là không được làm việc. Mà ở quê bố làm việc chân tay nó quen rồi. Bây giờ mà không làm nó buồn bực, nó sinh bệnh ra đây. Rồi, kệ bố ấy nhá, đi mua đồ ăn đây. Rồi, đi đi, để bố làm luôn. Ha, được không? Cháu là ai đây? Cháu ơi, cháu là ai đây? Là vợ của chủ cái nhà này được chưa? À thế à? Ừ, chào cháu. Ừ, bác là... Thợ sửa đường nước chứ gì, tôi biết rồi. Mà thôi, chú vào làm đi. Không tí à, anh Nhậm về à, kiểm tra mà không tử tế 1.000 anh không trả lo đâu. Chú đừng có tưởng cháu là con gái mà chú qua mặt nhé. Cứ vào làm đi. Tôi là... Tay bẩn quá hay bắt tay bắt tiếc cái gì? Vào làm đi. Bố. Em đến lúc nào ấy? Ừ, em vừa mới đến thôi. Xem nói trước với anh. À, nay em vừa nói trước với bố của anh rồi. Cái gì? Bố? Ừ, giới thiệu với em, đây là bố của anh. Bố à, giới thiệu với bố, đây là Hiền, bạn gái con, là tương lai là vợ sắp cưới của con ạ. Bố cũng vừa mới nói chuyện với cô ấy rồi. Bây giờ hai đứa nói chuyện đi, bố vào thay bộ quần áo. Hôm nãy nước bắn vào mảnh hết rồi. Hôm nay em ở lại đây nấu cơm cùng anh và bố nhá. Mà anh định để bố anh ở đây thật đấy à? Ừ, thì từ nhỏ anh đã mất mẹ rồi, cũng mất bố. Dù sao anh cũng có ý định đưa bố đến đây lâu rồi. Bây giờ hai chúng mình lấy nhau về, giờ bố về ở chung nữa nhá. Sao anh không hỏi ý kiến em? Hả? Anh biết thừa là em bao nhiêu việc có rảnh rỗi đâu. Này, mà em nói thật cho anh biết nhá, em còn chưa chuẩn bị tinh thần để lấy chồng đâu đấy. Lấy chồng vào nhà cửa cơm nước con cái bao nhiêu là việc. Mà em nói thật với anh nhá, bố anh ấy là hợp nhất với viện dưỡng lão đấy. Anh cho bố anh vào đấy có khi lại có hiếu ấy. Bố vào đấy rồi còn có các cụ các ông chơi cờ uống trà cùng. Chứ bây giờ ở nhà mình á, nhạc EDM lại mix với nhạc tiến chiến à? Này, em đang lo sợ việc chăm bố anh nữa đấy à? Mà anh nói cho em biết, em còn có anh để chia sẻ mà. Em nói không sai đâu. Bây giờ anh đang nghĩ đơn giản thôi, rồi sau này mới nhiều chuyện phức tạp cơ. Nhà cửa bình thường đã bao nhiêu việc rồi, bây giờ lại phải chăm thêm cả. À mà thôi, em chả nói đâu. Này,
Ôi, bố á, tay nghề đúng á, đỉnh của đỉnh nhá. Bố nấu á, có thua gì đầu bếp đâu. Chỉ vô anh, từ giờ trở đi con còn được ăn nhiều. Mà thôi, chắc là con phải làm đây bố ạ. Ơ, Nhậm này, bắt đầu từ ngày mai, bố sẽ đi làm. Cái gì? Bố đi làm ý ạ? Bố mới lên đây, đã quen môi trường ở đây đâu mà đi làm ạ? Thế thì con không biết, bố có một ông bạn thân mà con của ông ta là làm rất là to, làm ăn phát đạt lắm. Bây giờ có một cái nhà rất là to thế này. Thế và con ông mời bố đến để trông xe cho cái cửa hàng của con. Ui, con không đồng ý việc đấy đâu. Bố không phải hiểu là nhá, trông xe phải đơn giản đâu. Đâu phải mình mỗi đứng thì ghi vé đâu. Giờ phải dắt xe ra, dắt xe vào bằng ngày hàng trăm hàng nghìn cái chứ. Con không đồng tình đâu. Con không biết ý, chứ bố là được suất ưu tiên. Chỉ có việc ngồi viết vé xong rồi đưa cho người ta, chứ mình dắt xe thì là có người khác. Nói chung là con vẫn lo sức khỏe bố lắm. Con là con không đồng tình đâu ạ. Thì bố đã bảo rồi, bố ở nhà thì luôn chân luôn tay làm việc. Bây giờ ra đây không làm lụng gì cả, mà nó phát bệnh thế này. Thứ hai nữa là bố cũng muốn kiếm một chút tiền để phụ đỡ cho con. Chứ bố đã già đâu, mà bây giờ lại còn mang tiêu ăn nhờ con. Bố, có phải hôm trước bố nghe... Không không, bố không nghe gì đâu. Đây là bố suy nghĩ như thế thôi. Đấy, thôi con cứ đi làm đi nha. Bố bao để cho con biết thế thôi. Dạ vâng, thôi rồi. Thế thì bố cảm thấy vui là con đồng ý ạ. Nhưng mà bố phải hứa với con á, là phải cẩn thận sức khỏe nhá. Ừ, rồi, con cứ đi làm đi nha. Dạ vâng ạ, con xin phép đi làm ạ. Ừ. Anh cứ xem xét kỹ các điều khoản trong hợp đồng đi ạ. Nếu như mà có gì muốn thay đổi thì một lát nữa anh Nhậm, trưởng phòng bên em sẽ đến để trao đổi trực tiếp với anh. Ok. Em rất mong là anh có thể hợp tác được với Ham trong dự án lần này. Anh cũng rất mong điều đấy. Chú đánh giày ơi, đánh giúp cháu đôi giày với ạ. Chú ạ. Chú đánh giày à? Còn cô? Thưa chú ạ. Chú ra ngoài mà đánh giày đi chứ. Đứng đây nghe khách nói chuyện à? Vô duyên. Vâng vâng, tôi đi ngay đấy ạ. Sao em nặng lời với chú ấy thế? Anh ạ, với mấy cái tên đánh giày này á, là mình cứ phải cẩn thận. Không có nó tưởng mình hiền, nó lừa hết cả tiền này. Ừ. Mà thôi, anh cứ xem xét hợp đồng đi nhá. Em xin phép ra ngoài một chút ạ. Ừ, ok em. Chào cháu. Sao bác lại đến đây? Bác có biết người trong kia là ai không? Là ai cơ? Là đối tác làm việc trực tiếp với anh Nhậm. Hợp đồng lần này ký kết rất quan trọng. Nếu như ký kết được ấy, thì anh Nhậm mới có thể tăng lương và thăng chức. Còn nếu không ấy, thì sẽ chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi. Thế mà bác nghĩ xem, bỗng nhiên bác xuất hiện với cái bộ dạng nghèo hèn bẩn thỉu này. Kìa cháu, nếu những người trong kia biết cái ông lão đánh giày tật nguyền đi xin lòng thương hại này là bố của anh Nhậm thì người ta còn tôn trọng anh ấy nữa không? Ừ, tôi có thể già nua, tôi có thể tật nguyền, nhưng tôi chưa bao giờ đi xin lòng thương hại như cháu nói. Bác lại cãi à? Cháu nói cho bác biết, bác ấy chỉ là gánh nặng của anh Nhậm thôi, bác biết chưa?
chào anh. Chào Nhậm. Xin lỗi anh, có chút việc đột xuất trên công ty nên tôi hơi trễ. Mời anh thông cảm. Không sao, mới chậm có mấy phút. Anh thấy hợp đồng này ok rồi đấy. Dạ vâng, cảm ơn anh. Chào cậu thanh niên, cậu đẹp trai quá, cậu có đánh giày không? Thôi, cậu không đánh thì tôi đi đây. Hỏi chú 10.000. Vâng, cảm ơn chú. Đây, gửi chú. Dạ, anh xem hợp đồng có gì cần thay đổi nữa không? May quá, ký được hợp đồng rồi. Lần này chắc là anh được thăng chức đấy. Bố. Bố ơi. Chắc lại đi đánh giày chưa về rồi. Toàn là mất mặt con cái. Này, em nói gì ấy? Em nói gì sai à? Anh thử nghĩ xem, bây giờ người ta mà biết bố anh ấy là cái ông đánh giày ấy, anh biết giấu mặt đi đâu? Đánh giày? Đánh giày thì sao? Đánh giày không là bố của anh à? Con trai, bố xin lỗi vì đi mà không báo con trước. Bố về quê đây, con ở lại làm việc cho tốt con nhé. Bố xin lỗi con vì chẳng giúp gì được cho con, chỉ làm gánh nặng của con. Bố cũng xin lỗi con vì nếu như làm con xấu hổ. Còn nữa, Huyền nó biết lo cho con, lo cho sự nghiệp và tương lai của con. Con đừng làm nó buồn. Thôi, con giữ sức khỏe, lúc nào rảnh thì về quê thăm bố. Bố đi đi con nhé. Đây, bố đi rồi đấy. Vừa lòng em chưa? Em chỉ muốn tốt cho anh mà. Muốn tốt à? Thế em thế nào muốn tốt? Không, em biết gì không? Về chồng nuôi con ạ thì đã khó. Đằng này đấy, còn là người tật nguyền nữa. Em biết không, từ nhỏ đến lớn ấy, mẹ anh thì mất sớm. Mỗi ai có con ở nhà, bố cũng nào phải lận lội cổng ngưng ra đường đi làm này nuôi anh từng ngày. Em ước mơ lớn nhất của ông là gì không? Em chỉ mong một ngày thấy anh ăn học tử tế, một ngày thấy anh thành công. Em nghĩ sinh ra bố anh đã muốn bị tật nguyền à? Hả? Bố anh thích một người tật nguyền à? Hồi nhỏ mẹ mất sớm, bố đi làm xa, mình ở nhà lịch quá, làm cháy là bếp. Mấy lúc mà lửa cháy to như thế, không ai dám lao vào. Chỉ có bố. Bố lao vào để lôi anh ra. Không may ông bị xà trên nhà rơi trúng chân. Đáng lý ra cái người bị tật, người yêu của em đây này. Bố. Bố ơi. Đợi em ơi. Bố. Bố ơi. Ôi con. Con chào bác ạ. À, chào cháu. Bố ơi, bố lại với bọn con nhá. Bố đừng về nữa. Bố ở đây không quen, bố về quê thoáng đã hơn nhiều con. Đâu rồi? Bác giận con nên bác mới nói thế phải không ạ? Không phải đâu. Đâu rồi? Bác cho con xin lỗi nhá. Là tại con không hiểu chuyện, con ích kỷ. Con không biết là bác đã hy sinh vì anh Nhậm nhiều như thế. Ba ơi, bác ở lại với chúng con nhé. Bây giờ bác mà về, con còn mặt mũi nào sống với anh Nhậm nữa ạ? Chúng ơi bố ạ, Huyền đã lỗi của mình rồi. Bố ở lại với chúng con nhé. Ba ơi, bác cho con gọi bác là bố nhé.
thì bố hãy chấp nhận với con dâu kém hiểu biết này. Bố chấp nhận, bố chấp nhận chứ. Chỉ cần hai con thương yêu nhau thôi là bố chấp nhận. Vậy bố đồng ý ở lại với chúng con nhé. Rồi sau này bố còn bế cháu với chúng con nữa chứ. Bố đồng ý. Bố.